Trước tiên thì cơ quan một lần nữa cũng xin cảm ơn cũng ghi nhận tất cả mọi người đã vào chơi cùng trong diễn đàn của cơ quan để anh em chúng ta có những cái vấn đề để chia sẻ với nhau đúng không? Mỗi người chia sẻ với nhau một chút để đưa ra những cái học hỏi, có thêm những cái kinh nghiệm và những cái dữ liệu hỏi thêm trao đổi với nhau, học lẫn nhau thì cái đó là rất tốt. Nhưng mà đâu đó thì ví dụ là trong những cái vấn đề, những chủ đề hay là những cái nhân tố nào đó khiến anh em còn đôi điều nó lăn tăn thì theo quan thì trước tiên thì tôi quan nói là mọi quan điểm cá nhân của tất cả mọi người thì tôi quan đều tôn trọng hết, đều tôn trọng hết, nhưng mà có những cái nào nó còn lăn tăn thì tôi quan thì cố gắng với cái sự hiểu biết của mình á, sự hiểu biết hạn hẹp của mình đó, thì tôi quan chia sẻ ra. Mục đích là chỉ mong cho mọi người có cái thêm góc nhìn và cái quan trọng nhất để giải tỏa cho nhau thôi. Chứ còn đi đến như thế nào thì cũng vẫn là trường quyền của mọi người. Thì tiếc là chắc Mai Âu Trần không còn ở trong đây. Tại vì nếu Mai Âu Trần còn thì thưa quan muốn chia sẻ cho Mai Âu Trần nghe một ngắn thôi. Nội dung một đoạn clip rất là ngắn. Thì tin rằng qua đó thì nội dung đoạn clip đó thì chắc Mai Âu Trần sẽ giải tỏa được những cái gì mà nó còn cảm thấy nó hơi gút mắt. Vậy ha mọi người ha. Và nếu mà nếu 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 mà Mai Âu Trần còn ngon thì xin dành thời gian cho khách mời ạ. Xin mời Chung. Dạ, đầu tiên em cũng chào lại anh và tất cả cô chú anh chị đang theo dõi live ngày hôm nay. Thì cái đầu tiên thì em cũng có một chút ý kiến về cái nội dung anh vừa chia sẻ. Thực ra mà nói thì chúng ta ai cũng hiểu, bởi vì là mỗi người có một quan điểm khác nhau, cũng rất là khó để chúng ta có thể đánh giá toàn diện. Thế nhưng mà có một điều mà em vẫn luôn khẳng định, thì chắc chắn một điều, nếu như Việt Nam chúng ta có vấn đề gì đó thì những anh bên kia thế giới chả đời nào các anh về các anh chung tay góp sức cùng với người dân trong nước đâu. Người ta không bao giờ thực hiện cái điều đó, bởi vì nếu có thì cái năm 79 thì đã có người về rồi, đúng không ạ? Thế nhưng không bao giờ có cái điều đó xảy ra. Thế nên là dĩ nhiên là ở một cái xứ tự do thì người ta nói gì đó là quyền của người ta, và chúng ta cũng cũng hoàn toàn tôn trọng cái quyền cá nhân đó, chứ chúng ta cũng không có cái ý kiến gì cả. Thế nhưng mà có những cái thì chúng ta nhìn nhận để chúng ta đánh giá làm sao cho nó khách quan thôi. Chúng ta cũng không có đưa ra từng cái cá nhân cụ thể. Thế nhưng mà chúng ta nghe các cái clip chúng ta theo dõi đó thì chúng ta cảm nhận được cái khía cạnh nào. Người ta nói về vấn đề gì, ví dụ như là người ta biết cái tâm lý người dân Việt Nam chúng ta đó là thường có cái tư tưởng là như thế này như thế kia, hay là yêu cái này ghét cái kia đó, thì người ta sẽ đi vào cái nội dung mà chúng ta yêu, sau đó rồi đi vào cái nội dung mà chúng ta ghét đó, từ đó người ta dẫn dắt để cho chúng ta đi theo một cái hướng mà người ta mong muốn. Dĩ nhiên là em cũng không khẳng định một cá nhân hay là người này người kia là như này như kia cả, bởi vì chúng ta không có thực chất tâm tư nguyện vọng người ta như nào, tư tưởng người ta như nào, chỉ người ta biết thôi. Nhưng cái quan trọng là khi chúng ta tiếp nhận thì chúng ta cố gắng đánh giá phân tích một chút để chúng ta nhìn nhận. Chúng ta cũng không nên là bài trừ, nhưng cũng không nên là theo kiểu là tin tưởng một cách nó tuyệt đối. Đó là theo quan điểm cá nhân em nhìn nhận là vậy. Ví dụ có quan điểm là cho rằng là Việt Nam là hai quốc gia, thì đằng đằng là cái bước đầu người ta đánh giá, người ta nói ra cái quan điểm đó, và sau đó người ta lái chúng ta theo cái hướng là miền Bắc xâm lược miền Nam. Thế nhưng còn một cái ý khác nữa mà mọi người theo dõi sẽ hiểu được cái điều này, đó là gì? Đó là chúng ta nhớ một cái câu nói của Bác Hồ đã nói năm 1946, đó là gì? Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Thế chính Bác Hồ đã khẳng định là nước Việt Nam là một. Thế nhưng hiện nay có người cho rằng Việt Nam là hai quốc gia. Thế thì đầu tiên có phải là ý định của người ta như thế nào? Thì đó là mọi người tự tự phân tích cái dữ liệu này chắc có lẽ rất là dễ hiểu thôi. Thì chúng ta nghe, chúng ta đánh giá, chúng ta phân tích, chúng ta ủng hộ được bao nhiêu, những cái thông tin nào có giá trị thì chúng ta tiếp nhận, còn thông tin nào không có giá trị
thì chúng ta coi như chúng ta chưa nghe thấy. Khi mà có cái động thái cụ thể thì chúng ta sẽ có động thái cụ thể, chứ chúng ta cũng không có bài trừ hay là thế này thế kia cả, bởi vì đó là quan điểm của người ta. Thế nhưng mà tự do ngôn luận ở đây ấy, thì chúng ta cũng hiểu thêm một chút. Đó là ngày hôm nay chúng ta nghe cái thông tin rồi đúng không ạ? Đó là cái cô Rosie Đào đó, cô kiện Ngô Kỷ với lại cái anh Nam Quan, Nam Quan đó, Nam Quang gì đó, cái kênh gì đó, là xúc phạm mạ lị đó, đúng không ạ? Có nghĩa là anh nói gì nói, anh đừng có lôi người ta ra, anh mạ lị người ta. Đó, luật pháp Mỹ người ta cũng quy định như vậy đó, người ta cũng đang kiện. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi vấn đề này, nó không có gì để chúng ta bàn cãi cả, bởi vì thực ra cái phố Bonsa từ trước giờ chúng ta theo dõi, chúng ta biết rồi cái nội bộ như thế nào, đúng không ạ? Nói qua nói lại là làm sao, thì cái vấn đề này thì theo em nghĩ là chỉ vậy là ok. Cái này là Trung cho Việt ra để trước khi mọi người chia sẻ thêm, thì nhân tiện thì Trung vừa cũng vừa đề cập tới cái vấn đề đó, thì anh cũng xin chia sẻ thêm cái góc này. Thưa quan xin phép mọi người, thưa quan xin chia sẻ cái điểm này nè. Trước tiên chúng ta xác định rất là rõ ràng với nhau đúng không ạ? Chúng ta là một trong những công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và đặc biệt chúng ta luôn có lần lượt có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đúng không ạ? Vì họ tới giờ phút này thì hầu như không ai chối cãi được, không ai phủ nhận được nữa về cái tài lãnh đạo cũng như là lèo lái đất nước. Cái đó là cái quan trọng nhất. Và một khi chúng ta đã tin thì chúng ta phải kiên định. Kiên định đây cụ thể là gì? Chúng ta đừng có nên lung lay ba cái tiểu tiết làm gì. Nghe thì tầm người dân chúng ta thấy như vậy, chúng ta biết như vậy, chúng ta bức xúc, cái đó là hoàn toàn là đúng thôi, chứ không có gì là ghê gớm. Nhưng mà theo quan chỉ muốn mọi người là chúng ta cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, chỉ cần chúng ta nghe, chúng ta biết như vậy. Còn cái phương pháp xử lý và vận hành như thế nào để giữ vững một đất nước Việt Nam bình yên, phát triển và ổn định đó, thì như thưa qua nói đó, thì mọi người nên tin tưởng. Ha, mọi người nên tin tưởng, chúng ta đừng có ngại gì cả. Bởi vì ngay cả như những người dân chúng ta thôi, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta chỉ là một trong số 97 triệu người dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta nhìn ra được một điều gì đó, một cái câu chuyện nào đó, thì mọi người cứ tin rằng đi, các bác các chú ở trên còn cả một bộ máy mà, đúng không? Thì làm sao họ không thấy được, họ sao họ không nhìn ra được? Nhưng mà cái quan trọng nhất là họ lựa chọn cái cách nào nó xử lý nó đẹp nhất, nó hài hòa nhất, nó nhân văn nhất, và quan trọng nó mang lại một cái hiệu quả nó tuyệt vời nhất. Thì để bổ sung cho cái điểm đó thì thưa quan xin mời mọi người sẽ nghe cái đoạn clip ngắn này của bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và thưa quan cũng lưu ý mọi người là nên nghe kỹ từng câu từng chữ, thì thưa quan tin rằng mọi người sẽ nhìn ra được một điều gì đó cho bản thân ha. Ok, thưa quan xin phép mọi người. Năm nay thôi thế là tốt nhất, kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi để xử lý kỷ luật thì thưa các đồng chí đấy là hạ sách, chờ để pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị như phải có đức trị, kể từ Á Đông ra thế. Thế bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của bác thôi, một động tác, một việc làm của bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu, mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù án nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, nhưng có cái pháp luật không cấm nhưng là đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm. Thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn.
Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không? Quả cáp yếu xém có gặp ý gì? Có tư túi lợi ích nhóm không? Có cục bộ không? Có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng không? Đó, mọi người. Năm nay có thể là tốt nhất. À, rất là ngắn gọn trong một cái đoạn clip ngắn. Đúng ạ. Thì thưa quan xin nói thế này. Thưa quan chỉ đưa ra cái góc nhìn của cá nhân thưa quan về cái vấn đề này thôi nha. Trong đoạn clip này thì thưa quan chú ý những cái câu của bác Nguyễn Phú Trọng. Pháp lý nhưng phải có đạo lý. Đúng rồi. Pháp trị nhưng mà cũng phải có đức trị. Quan trọng nhất là cái sự nhân văn. Và cái mục đích cuối cùng là gì? Bền vững. Chắc mọi người hiểu được cái câu bền vững. Đúng không ạ? Nôm na thôi, bất cứ cái vấn đề nào đó, chúng ta muốn xử rốt ráo vấn đề gì đó, nếu mà chúng ta xử lý, nó xuất phát từ cái nhân tâm ấy, để chúng ta thu phục được cái lòng người á, hoặc một một người được đối phương á, để họ cảm thấy họ thuần phục ấy, thì mọi người nghĩ xem nó sẽ tốt hơn với câu chuyện là mọi người bắt cái đối tượng đó nhốt nó lại, giống như nó đang quậy quá đúng không? Thì chúng ta bắt nhốt nó lại, rồi chờ nằm hết quậy đi thả mày ra. Hoặc là mọi người thuyết phục, mọi người làm cái gì đó bằng cách nào đó để tự cái đối tượng đó họ thuần phục, họ ngoan ngoãn. Thì theo mọi người trong hai cái phương pháp đó thì cái phương pháp nào nó tốt hơn, nó mang đến cái sự bền vững hơn, đúng không ạ? Đó thì thầy Quang chỉ chia sẻ cái góc nhìn của cá nhân thầy Quang thôi nha, chứ thầy Quang cũng không dám nói đến ai hay là khuyên mọi người thế này thế nọ. Đó là cái câu chuyện của Thái Quang muốn truyền tải, và tiếc rằng tại vì Mai Trần không còn trong đây. Để chúng ta mọi người cứ nhìn theo cái điều đó đó. Mọi người nhìn theo điều đó mà chúng ta liên tưởng ra những câu chuyện xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy được những gì. Chúng ta sẽ thấy được những gì. Rồi, vậy thôi. Rồi, xin mời Trúc. Dạ. Thì trước khi đi vào nội dung chính của cái buổi live ngày hôm nay đó, thì em bổ sung thêm một chút cái ý kiến của anh vừa với trao đổi. Đó là cái vấn góc độ nhân văn đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái tầm nhìn xa. Tầm nhìn xa vừa về góc độ nhân văn, vừa về góc độ ngoại giao của Bác Hồ chúng ta. Chúng ta nhắc lại một chút. Đó là chiến tranh Việt Nam. Thì chúng ta nhớ lại ngày đó thì Mỹ, đúng không ạ, đã thường xuyên sử dụng máy bay oanh tạc miền Bắc. Thì chúng ta nhớ đến một cái nhân vật, đó là ông thượng nghị sĩ John McCain đó. Thì ông này cũng đã bị bắt năm 1967 sau khi máy bay của ông bị bắn rơi tại Hà Nội. Và hiện nay chúng ta có thể tìm trên các phương tiện, đặc biệt là Google, vẫn còn những hình ảnh này. Thì cái đặc biệt làm chúng ta hiểu được ở đây đó là gì? Lúc đó là hai bên chiến tuyến, đúng không ạ? Gọi là kẻ thù của nhau, là ra chiến trường là đối mặt với nhau bằng súng đạn chứ không phải bằng lời nói. Thử hỏi, chúng ta nhìn những cái hình ảnh mà người Mỹ cũng như Việt Nam Cộng Hòa người ta đối đãi với người dân của chúng ta đó, thì thử hỏi người ta có căm hận không? Căm hận chứ. Đúng. Rất căm hận, đúng không ạ? Thế nhưng mà khi mà bắt được, ngày đó chúng ta hay gọi là giặc lái đó, hay là phi công đó của Mỹ, thì Bác Hồ cũng đã dặn, đúng không ạ? Đã dặn các cái cơ quan chức năng ngày đó là không có được tra tấn hay là đối xử tàn tệ với những cái người này. Thì đúng cái rồi. Góc độ đó là góc độ nhân văn và góc độ ngoại giao. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi được trao trả về đó, thì ông McCain này, ông ấy phát triển cái sự nghiệp chính trị có thể nói là rất là rực rỡ. Ông là thượng nghị sĩ và là
ứng cử viên tổng thống vào năm 2000 và 2008. Thế nhưng điều đặc biệt là chính ông là người đã có những cái nỗ lực không mệt mỏi để bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ năm 1995. Ấy, và cũng đã được nhiều người yêu mến và coi như một người bạn thân thiết. Đúng không ạ? Kết thúc chiến tranh thì chúng ta là những người bạn. Đấy, chúng ta thấy cái góc độ nhân văn nó như thế nào, đúng không ạ? Cũng về góc độ ngoại giao nữa. Thì đó là em bổ sung thêm một chút về cái ví dụ mà anh vừa đưa ra. Thì cái lời nói của bác Tổng Bí Thư, nếu mà chúng ta nghe và ngẫm nghĩ thì rất là sâu sắc. Thượng tôn pháp luật, ngoài pháp luật thì còn có các góc độ khác, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta chỉ nghĩ là những cái người đó, người ta có những lời lẽ đó là chống phá thì cũng không đúng. Đó là quan điểm của người ta. Và cứ không lẽ là người ta lên người ta nói thì là bắt, thì cái đó cũng không đúng. Chúng ta làm gì thì cũng phải tuân thủ theo pháp luật. Và nếu người ta sai, người ta phải chịu, cái điều đó là rõ ràng và không có bàn cãi nữa. Thì đó là em ví dụ thêm, chia sẻ thêm để mọi người hiểu thêm một chút về cái phân tích của cái trao đổi của bác Tổng Bí Thư, cũng như là chúng ta học được cái góc độ nhân văn và ngoại giao của bác Hồ chúng ta. Đúng rồi. Đó là cái vấn đề mà đầu tiên em muốn chia sẻ.